Sắc màu lễ hội truyền thống dân tộc Lô Lô Đen thắp sáng Lũng Cú. Ngày 9 tháng 9 vừa qua, tại thôn Lô Lô Trải, Ủy ban Nhân dân xã Lũng Cú, Đồng Văn tổ chức lễ hội truyền thống dân tộc Lô Lô Đen. Dự có lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo huyện Đồng Văn, cùng đông đảo bà con nhân dân trong thôn và khách du lịch, du khách và người dân các vùng lân cận. Phần lễ, nghi lễ cúng tổ tiên, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được tái hiện trang trọng, thể hiện lòng thành kính và biết ơn sâu sắc của người Lô Lô đối với các bậc tiền nhân. Phần hội, không khí lễ hội thêm phần sôi động với các trò chơi dân gian độc đáo như đẩy gậy, kéo tay, đá lợn, bắt chim, nhảy dây, cùng những tiết mục văn nghệ đặc sắc, khoe trọn vẻ đẹp trang phục truyền thống rực rỡ. Lễ hội không chỉ là dịp để đồng bào Lô Lô giao lưu, gắn kết cộng đồng mà còn là cơ hội quảng bá văn hóa dân tộc đến với du khách, góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa phi vật thể quý giá. Đồng thời, sự kiện cũng tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế, xã hội địa phương, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân. Lễ hội truyền thống dân tộc Lô Lô Đen, một điểm nhấn văn hóa đặc sắc trên công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn, góp phần tô điểm thêm bức tranh văn hóa đa dạng và rực rỡ của đất nước.